Và bây giờ chương trình sẽ được tiếp nối và Hùng Thái sẽ được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hướng mắt về sân khấu thưởng thức qua một giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của một nam nghệ sĩ có một gương mặt rất là hot luôn, đón nhận được sự mến mộ của tất cả quý vị rất là nhiều. Đó là Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2010, nam nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng. Xin mời em, tất cả quý vị hãy dành cho Bùi Trung Đẳng một tràng pháo tay thật kêu quý vị. Dạ cảm ơn anh Hùng Thái. Dạ kính thưa quý vị, trước khi hát thì cho phép Bùi Trung Đẳng xin gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là những người ban tổ chức lãnh đạo ở đây, có một đêm thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Và cũng không quên cho phép Trung Đẳng xin cảm ơn một người anh, đó là anh nghệ sĩ Chiêu Thanh đã làm nhịp cầu nối cho em về đây. Đây cũng là lần thứ hai, thứ ba rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc quý vị có đêm nay thật là vui tươi. Và tiếp theo Trung Đẳng sẽ gửi tặng quý vị lớp trích đoạn cải lương của soạn giả Yên Lan được mang tên Kỷ Niệm Thời Con Gái. Mời tất cả cô chú cùng thưởng thức ạ. Anh Trà ơi, anh hãy nghe em nói, bà đừng nói gì thêm nữa, bà hãy về đi, về đi em, vẫy tay chào con đường tình yêu. Thuở xưa thường đưa đón luôn chiều, giờ anh đi trong bước đăm chiêu tìm dương năm cũ cô liêu, nay chỉ còn mưa đổ ban chiều. Những thứ tình em dình còn nguyện, chả sao đành bao nỗi ưu phiền. Lời anh như mai mía tơ duyên, còn riêng em muôn thuở không quên, xin chớ vội thương trách phụ vong. Thôi thôi, thiên đường xưa đã được dựng xây trong một trái tim nồng nàn hơi thở, giờ đây cách trở xa xôi không còn gì nữa. Tôi sẽ lủi thủi quay lưng đi về xóm nhỏ tìm kiếm dần trăng kỷ niệm đã xa rồi. Ngày cô ra đi tôi lo lắng bồi hồi, không phải tôi sợ mất người yêu cô, mà sợ cho cô xa vào cạm bẫy xa qua. Người ta nói mỗi một cuộc tình khi tan vỡ, người đàn bà thường nhận hết mọi đau thương, nhưng với riêng tôi khi đã yêu thì đã là đau khổ. Ai đủ bình tâm trong gian dở chia cảm ơn cô, cảm ơn cái hạnh phúc mà cô đã ban tặng. Tôi không còn tha thiết nữa đâu, người đàn ông phải biết lo lấy tương lai sự nghiệp, có ai ngỡ tay mà chờ ân huệ của đàn bà. Bà tháng qua cô đã ra đi mà không trở lại quê nhà. Tôi biết chắc có điều gì đó thay đổi, bởi tình cảm nào không phải nhạt với thời gian. Hơn nữa cuộc sống nơi đây vô cùng quyến rũ, vật chất kiếm tiền là bạn của đổi thay.
Thôi cô hãy quên đi mối tình xưa cũ, kỷ niệm ngày xưa là ảo ánh xa mờ. Vẫy tay chào con đường tình duyên, để em về bến lỡ xuôi thuyền. Nhìn mưa rơi rải rác trong tim tình yêu xưa theo gió qua đêm, thương tiếc nhiều biết ngó buồn chiều. Và cảm ơn những cành bông thân thương, những tràng pháo tay của quý vị.